Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt máy tắm nước nóng hiệu WaterFall. Trước tiên mình tháo đúng điều khiển của máy tắm ra, mở qua một bên, sau đó quặn con ốc ở dưới này ra, rồi mở cái nắp trên của nó ra. Đặt lên tường cho cân thẳng. Và mình làm dấu 4 lỗ để khoan bắt vào tường cái máy tắm đấy không. Ở đây thì mình đã khoan sẵn 4 lỗ rồi, để tiện việc quay video hướng dẫn cho các bạn lắp đặt. Sau khi bắt cái máy lên trên tường xong, chúng ta tiến hành lắp đặt đường nước. Do máy nóng được thiết kế cái đường nước vào cái đầu rau của nó rất là bằng, cái đường nước vào bằng nên chúng ta không cần tới quán cao su, chúng ta chỉ cần để cái gon vào rồi vặn vào thôi. Đây là đường nước vào. Đường nước vào nó sẽ vào, đi ngang qua những cái sensor cảm ứng nước và đi qua cái motor tăng áp lực, rồi mới qua bầu sưởi nóng. Ta lắp đường nước ra. Đường nước ra thường là từ cái bầu để sưởi nóng, lên đường nước ra. Trước tiên chúng ta cho điện vào, chúng ta thử coi máy của chúng ta có bị gò ghề với nước ở đâu không, rồi mới gắn điện vào nhé. Nước vào, ta cớp để đường ống. Kiểm tra không hề rò rỉ nước ở đâu. Chúng ta tiến hành lắp đặt điện vào. Đây nguồn điện mình đã đi sẵn rồi, để cho tiện nhanh việc lắp đặt video. Lắp đặt máy tắm nước nóng, các bạn nên đứng trên một cái ghế nhựa vững chắc hoặc là cái ghế gỗ vững chắc, thì ta có dít thử điện để thử cái nguồn nóng của nguồn điện. Ví dụ như đây màu vàng thì đèn cái vít thử điện đèn sẽ sáng lên, thì khi mà đèn sáng lên có nghĩa đây là nguồn nóng. Nguồn nóng sẽ được đặt vào cái nguồn ký hiệu là chữ L của tất cả các máy nước nóng, và dây của nó là dây màu xám. Nguồn nóng sẽ vào nhớ là cái máy tắm nước nóng cái công suất của nó là 4.500W nha các bạn. Các bạn phải dặn cho nó chặt, nếu mà nó lỏng lẻo thì nó sẽ báo lỗi, vì nó có công nghệ ELCB, công nghệ chấm dịch. Lắp xong điện chúng ta hãy lắp lại. Và gắn ống bên dưới vậy. Sau đó chúng ta gắn ống điều khiển vào. Sau khi gắn nấm điều khiển vào thì chúng ta mở nguồn điện lên. Mở nguồn điện lên thì đèn ELCB nó sẽ sáng lên. Chúng ta mở nước. Nếu mà nước yếu quá thì chúng ta chỉ cần mở công tắc này, công tắc nhỏ ở bên trên thôi. Thì bơm nó sẽ chạy. Bơm trợ lực sẽ chạy. Khi bơm trợ lực chạy thì nó sẽ chuyển điện về màu vàng. Bắt đầu chúng ta mở cái điều chỉnh nhiệt độ để tắm nước nóng, thì chúng ta mở nấm điều khiển lớn. Khi mở nấm điều khiển lớn lên, đèn đỏ sẽ hiển thị, đèn đỏ thì nước sẽ nóng. Chúng ta bấm nút test, nước mạnh thì không cần phải mở luôn, đỡ tốn điện, đỡ hồ. Test là lúc kiểm tra nguồn điện, bấm là sẽ tắt tất cả, bấm reset sẽ mở lại, đơn giản vậy thôi. Thì máy tắm nước nóng hiệu WaterFall này á, chúng ta mở nước, ví dụ nước mạnh thì không cần phải mở bơm, chúng ta tắt bơm. Khi nào nước yếu thì mở bơm. Chúng ta điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, vừa tắm thì để nguyên đây. Mỗi lần chúng ta vào tắm, chúng ta chỉ cần mở van nước ra là máy sẽ tự động làm nóng để chúng ta tắm, không cần phải điều chỉnh hoài. Khi nào chúng ta đi du lịch ở đâu 2-3 ngày thì chúng ta hạ tắt cái CB nguồn. Khoảng 1-2 tháng thì chúng ta nên kiểm tra nút test và nút reset. Kiểm tra cái nút này để biết được cái ELCB nó còn cảm ứng chống giật không. Nếu mà nó liệt thì nó sẽ không hoạt động. Như hiện tại bấm test là đèn ELCB sẽ tắt, đây là nguồn điện tắt hoàn toàn, để tắt bằng điện tử. Chúng ta reset là nó sẽ mở lại. Nếu các bạn xem video xong mà vẫn chưa làm được điều gì thì cứ gọi hotline cho mình nhé. Còn nếu không gọi hotline cho mình mà không được thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình để mình biết, mình sẽ gọi lại cho các bạn. Thì hôm nay mình làm thêm cái video của cái máy này cho các bạn xem, để các bạn có mua máy của công ty thì các bạn cứ việc lên trang YouTube của mình để mà xem cái hướng dẫn lắp đặt và sử dụng như thế nào. Chào các bạn nhé. Sau khi lắp đặt xong rồi chúng ta chỉ cần sử dụng thôi. Còn bây giờ là mình tháo ra để mình làm video cái máy điều khác. Cúp điện nhé. Điện rất là nguy hiểm, nó không màu, không mùi và vô hình, nhưng mà nó giật thì là xe tung không. Vì vậy chúng ta rất là cẩn thận nha. Thôi